Chào các bạn, video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để cài đặt phê duyệt gắn thẻ trước lúc mà những bài viết đấy xuất hiện trên hồ sơ Instagram của mình. Đầu tiên các bạn mở ứng dụng và vào trang cá nhân, sau đó vào phần cài đặt và chọn quyền riêng tư. Tiếp theo các bạn chọn mục thẻ. Tại đây thì các bạn có thể cài đặt cho những đối tượng nào được phép gắn thẻ mình. Và các bạn nhấn vào phê duyệt thẻ thủ công để phê duyệt những bài viết được gắn thẻ. Video của mình kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.